À, đặc biệt là ngày hôm nay những cái sự việc người ta nổi bật nhất đó là liên quan đến những sự việc ở tại Liên Hiệp Quốc. Các cô chú anh chị em cũng biết đó, là Liên Hiệp Quốc đợt này nó cực kỳ là quan trọng. Vì bầu cử Hoa Kỳ nó cận kề. Và cái sự hiện diện của 100 mấy quốc gia nó nêu lên những cái vấn đề đang khó khăn của thế giới cả toàn cầu. Tình trạng cuộc chiến tranh Ukraine và Nga chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Chưa tìm được biện pháp nào thực tế có thể chấm dứt cuộc chiến tranh sớm nhất có thể. Vấn đề của Trung Đông thì đang nóng, tình trạng đang nguy kịch, nhiều sự lo âu. Ngoài cái vấn đề đó thì chúng ta có nhiều sự kiện khác đang loanh quanh vấn đề bầu cử tại Mỹ làm cho nhiều nhà ngoại giao không biết tương lai bang giao với Mỹ như thế nào. Và bây giờ, Trung Yên chia sẻ bài diễn văn hay là bài phát biểu của Tổng thống Zelensky ở tại Liên Hiệp Quốc chia sẻ các quý vị. Chúng ta đều biết là cái chuyến đi này là cái chuyến đi quan trọng nhất của Tổng thống Zelensky. Tổng thống Zelensky phải tìm đủ thứ biện pháp để có thể thuyết phục được chính quyền Mỹ. Ngoài chính quyền Mỹ còn phải thuyết phục tất cả những đồng minh và kêu gọi sự giúp đỡ đến từ toàn cầu của thế giới. Khi lúc đó thì chúng ta đều biết là Ukraine đang cần vũ khí, cần đạn dược, cần tiền bạc để mà có thể có cái cuộc phản công giống như Ukraine đã mong đợi, đó là vào mùa thu. Mùa thu. Vì tại sao mùa thu? Bởi vì mùa thu đó là cái mùa mà chúng ta đều biết đó, nó còn chưa quá lạnh. Bởi vì mùa đông ở tại Ukraine cực kỳ là lạnh, nhiều khi trừ đến 20 độ C. Và mùa đông phần lớn thì cuộc chiến tranh nó sẽ chậm đi và nó sẽ đóng băng. Và khi cuộc chiến tranh nó chậm 3 tháng thì 3 tháng đó sẽ làm cho Nga có cơ hội nghỉ ngơi. Và cái điều đó Ukraine không muốn. Trong cái giai đoạn này Nga đang thất thế, đặc biệt là cái kho đạn dược của Nga đã bị tiêu hủy. Một số lượng kho đạn dược của Nga đã bị tiêu hủy trong mấy ngày gần đây. Đây là cái cơ hội cho Ukraine. Khi Nga đang thiếu đạn dược, cái cơ hội cho Ukraine có thể phản công. Nhưng mà muốn phản công thì các quý vị cũng biết đó là phải cần vũ khí. Khi lúc đó 14 lữ đoàn của Ukraine sẵn sàng tác chiến. Nhưng đáng tiếc là chỉ có 4 lữ đoàn được trang bị vũ khí mà thôi. Còn 10 lữ đoàn đang chờ đợi vũ khí của phương Tây hay là đồng minh viện trợ. Nên cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky mục đích chính là kêu gọi sự giúp đỡ. Trong cái bài diễn văn của ngày hôm nay phát biểu tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Zelensky kêu gọi sự đoàn kết cả toàn cầu. Hãy dùng áp lực và ép Putin phải đàm phán. Các quý vị cũng biết vào tháng 11 đúng ra sẽ có một cái buổi đàm phán hòa bình của hai bên. Và sẽ có sự hiện diện của đất nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam. Những quốc gia đứng trong cái vai trò trung lập. Nhưng đáng tiếc thì trong một cái bối cảnh mà Nga đang yếu thế trên chiến trường, Nga đang thất bại trên chiến trường, Nga không muốn đàm phán bây giờ. Cách đây không lâu thì Nga vẫn muốn đàm phán nhưng bây giờ thì không. Sau khi cái cuộc tấn công như là vũ bão của Ukraine vào nhiều nơi địa điểm mấu chốt của Nga, kho đạn, căn cứ quân sự, những cái nơi trọng tâm của Nga, thì Nga có thể nói là giận giận hờn dữ dội và không muốn đàm phán. Nhưng thực tế là bởi vì trên chiến trường nó không có lợi cho Nga trong giai đoạn này. Nên Nga không muốn đàm phán trong cái giai đoạn mình yếu thế. Trong cái giai đoạn mà lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tạo ra những thành tích trên lãnh thổ của mình. Nên là Nga muốn chờ đợi cái thời gian mà Nga thắng Ukraine trên chiến trường. Và Nga chờ đợi cái thời gian đúng phù hợp khi Ukraine mệt mỏi và đàm phán. Nên lý do đó ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã kêu gọi 100 mấy quốc gia đoàn kết phải ép Putin đàm phán bây giờ trong tháng 11 này. Dùng áp lực ngoại giao, dùng áp lực nhiều lãnh vực đe dọa Putin. Thí dụ anh không đàm phán, tôi gửi vũ khí, vân vân và vân vân. Sau khi cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky về vấn đề ép Putin đàm phán, ngay lập tức, ngày hôm nay không lâu, Điện Kremlin đã lên tiếng điều đó. Điện Kremlin đã đe dọa ngay lập tức nếu Liên Hiệp Quốc liên kết lại với nhau, tạo ra áp lực và ép Putin đàm phán, thì hậu quả sẽ nhận lấy.
Chúng ta đã nghe cái câu hậu quả và hậu quả rồi. Thầy Nguyên không biết là hậu quả gì đây. Và Nguyên nghĩ là cũng không ai ép được Putin bị đàm phán hay không, là do chính Nga là người muốn hay không muốn thôi. Nhưng mà người ta có dùng áp lực ngoại giao, có nghĩa là người ta không bàn giao. Nếu anh không đàm phán thì tôi cắt đứt bàn giao với anh, tôi không mua hàng hóa của anh, tôi không buôn bán với anh. Mà nếu anh không đàm phán thì tôi gửi vũ khí cho Ukraine, vân vân và vân vân. Nhưng mà Nga bây giờ Nga đe dọa. Nguyên không biết hậu quả gì nếu tạo ra cái áp lực cho Putin. Phải là áp lực quá thì Putin nổi cơn điên và Putin nhấn nút chăng? Chúng ta không rõ. Nhưng Điện Kremlin đã lên tiếng sau bài phát biểu của Tổng thống Zelensky ở tại Liên Hợp Quốc. Để chúng ta thấy ngày hôm nay Putin rất là lo lắng và sợ hãi. Vì Putin đã nhận định được một cái điều là nhiều quốc gia càng ngày càng quay lưng lại với Putin. Và Liên Hiệp Quốc càng ngày càng cô lập đất nước Nga. Và hiện bây giờ thì người ta đang thúc đẩy cái sự đoàn kết để ép Putin đi đến đường cùng, ép Putin phải nhượng bộ và Putin phải lùi binh để đổi lấy hòa bình. Tất nhiên không đơn giản như vậy với cái sự cố chấp. Trong cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky, thì Tổng thống Zelensky có nêu lên hai quốc gia mà có lời khiển trách, trong đó có Iran và Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, nói chung là ba quốc gia. Tổng thống Zelensky đã có nêu lên cái sự viện trợ đặc biệt đến từ Iran và Bắc Hàn là những cái quốc gia viện trợ trực tiếp cho Nga trong cái cuộc chiến. Những một quốc gia đã tham gia vào, những cái quốc gia đã làm cho người dân Ukraine phải chết. Bài phát biểu chỉ trích sau đó thì đến ông Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, cũng đã lên án cái điều đó, lên án Bắc Hàn và Iran đã yểm trợ cho Nga, rồi cũng lên án Trung Quốc. Nói chung là ba quốc gia này trong cái buổi nói chuyện ở tại Liên Hiệp Quốc tại New York đã bị chỉ trích nặng nề. Ngay lập tức đại diện của Trung Quốc đã lên tiếng Hoa Kỳ bịa đặt, cáo buộc Trung Quốc vô căn cứ. Và theo Trung Quốc rằng là cái cuộc hòa bình nó phải giải quyết trên cái bàn ngoại giao và đàm phán, chứ không phải giải quyết vấn đề yểm trợ vũ khí. Chúng tôi đứng trung lập trong cái cuộc chiến tranh này. Trung Nguyên ngừng ở đây một chút xíu để phân tích cái bài phát biểu của ông Trung Quốc. Cái ông Trung Quốc, ông cho rằng là Mỹ đó là cái người đổ dầu vào lửa. Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine để kéo dài cuộc chiến. Còn Trung Quốc là một cái quốc gia đứng trung lập, họ không có xen vào cuộc chiến này. Và đối với họ là cách duy nhất, họ dùng cái chữ là cách duy nhất để giải quyết cái sự chiến tranh, đó là cách đàm phán. Trung Yên nói lời nói của phía bên Trung Quốc nghe thì rất là im tai. Tôi đứng trung lập, tôi không xen vào bên nào cả. Cách tốt nhất là đàm phán, tìm biện pháp ngoại giao đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh. Mình nghe thấy đạo đức, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rõ được đàm phán khi nào Ukraine còn tồn tại, đàm phán khi nào cuộc chiến tranh hai bên vẫn còn tiếp diễn, đàm phán khi hai bên chưa có bên nào bại trận, mà muốn làm cái điều đó thì Ukraine phải có vũ khí. Các quý vị có đồng ý với Nguyên không? Đã kêu là đàm phán rồi thì là cuộc chiến tranh vẫn chưa ngã ngũ, bên nào thắng bên nào bại cả, thì lúc đó người ta mới tìm ra cái biện đàm phán. Còn anh đã bại trận, anh đã mất nước thì còn cái gì mà đàm phán nữa? Anh đã không còn đất nước thì có cái gì để mà đàm phán? Anh đã bị người ta xâm lược, lực lượng quân đội của anh đã tan rã. Người ta đã chiếm thủ đô của anh, người ta quản lý hết đất nước của anh, thì anh lấy cái gì mà đàm phán với người khác? Nên cái lời nói của Trung Quốc hoàn toàn sai bét. Miền Tây của Nguyên là sai bét luôn. Sai bét. Nếu thực tế anh muốn ép, muốn tạo ra cái cuộc đàm phán thì anh phải giúp đỡ Ukraine trước. Anh giúp đỡ Ukraine với trong một cái cán cân quân sự nó thăng bằng cả hai bên. Hai bên đã thấy không đủ khả năng thắng nhau và hai bên ngừng cuộc chiến thì đây mới kêu làm cuộc đàm phán. Còn anh không giúp đỡ Ukraine, anh để cho Nga tấn công Ukraine và Ukraine thất thủ
thì có cái gì đâu mà đàm phán nữa. Nó là game over. Có cái gì đâu mà đàm phán. Hết rồi. Chấm dứt ở đó, có gì đâu mà đàm phán. Nên khi chúng ta nghe cái bài phát biểu của Trung Quốc, nghe thì nghe nó rất là dễ thương, nghe nó rất cả là chí lý, nghe nó rất cảm giác yêu thương hòa bình. Nhưng thực tế, điều hoàn toàn những cái điều đó đều là những lời ngụy biện. Khi lúc đó, Trung Quốc vẫn âm thầm yểm trợ cho Nga, yểm trợ từ những cái vật liệu để chế tạo vũ khí. Ngày hôm nay, ông cố vấn an ninh của Tổng thống Zelensky, ông ta đã tiết lộ một hồi sơ mật. Ông ta nói rằng là sau gần 3 năm vừa qua, đặc biệt là những thời gian gần đây, chúng tôi đã lượm lại những mảnh vỡ hỏa tiễn, những mảnh vỡ máy bay không người lái, những vũ khí của Nga tấn công trên lãnh thổ của chúng tôi. Sau khi điều tra và mổ xẻ, thì trên 60%, trên 60% những cái vật liệu đó, những cái vật liệu đến từ Trung Quốc. Trên 60%. Thì cái điều này các quý vị cũng hiểu mà, trong một cái giai đoạn mà Nga đâu có ban giao với ai. Nên là Nga bắt buộc phải mua những cái vật liệu để chế tạo vũ khí, chế tạo máy bay, chế tạo xe tăng, chế tạo hỏa tiễn, chế tạo tàu ngầm, vân vân và vân vân. Và Nga chỉ có ban giao thân thiện hiện bây giờ với một cái quốc gia có khả năng sản xuất hay là cung cấp những cái thiết bị cho Nga, chính là Trung Quốc. Nên là phần lớn hàng hóa của Nga đều mua của Trung Quốc hết. Người ta kêu là trên 60%. Có thể là 69, 67, mình không biết, mà kêu là trên 60%. Để cho các quý vị thấy rõ được là bề mặt thì Trung Quốc cho rằng là đứng trung lập, nhưng thực tế thì không. Trung Quốc đứng sau lưng yểm trợ và hậu thuẫn cho Nga. Tại sao Trung Quốc làm điều đó? Vì là có lợi. Buôn bán độc quyền với Nga, giá cả thị trường Trung Quốc muốn tăng bao nhiêu thì tăng, Nga không thể phản đối được. Vì không mua của Trung Quốc, Nga mua của ai? Là một. Thứ hai, lợi dụng Nga để cho Mỹ phải giúp đỡ Ukraine, để cho cuộc chiến kéo dài và Mỹ phải hao mòn cái kho vũ khí của mình. Các quý vị cũng biết là Mỹ, châu Âu đã giúp đỡ rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Cái kho vũ khí của nhiều quốc gia nó đã cạn kiệt với cái sự giúp đỡ của Ukraine. Cô chú anh chị em phải hình dung là một ngày nhiều khi bắn 20.000 viên pháo. 20.000 viên pháo nhiều khi một ngày, nhiều khi đỉnh điểm 30.000 cũng có. Trung bình là bắn 10.000 viên pháo mỗi ngày. Để chúng ta biết là cái sự hao mòn trên chiến trường nó như thế nào. Và Trung Quốc biết cái điều đó. Trung Quốc nuôi dưỡng Nga. Phải nói là nếu không có Trung Quốc thì Nguyên nghĩ là Nga đã ký hòa bình từ lâu. Ký hòa bình chứ không phải là thất bại trên chiến trường. Đừng ngộ nhận ngôn từ Nguyên sử dụng. Vì Ukraine không cách nào thắng Nga trên lãnh thổ của Nga được. Thứ nhất là lực lượng quân đội Ukraine không đông. Nhân lực không đủ, thiết bị không đủ và diện tích đất đai của Nga quá lớn. Nên là cái điều mà chỉ có đủ khả năng, Ukraine may mắn lắm, đủ khả năng là đánh lùi Nga ra khỏi những cái lãnh thổ thuộc về của mình. Trong đó có Kherson, Zaporizhia, Donetsk. Nhưng mà Trung Quốc không muốn điều đó, vì nếu như vậy đó, cuộc hòa bình mà nó kết thúc sớm, thì Trung Quốc lấy đâu mà lợi nhuận nữa. Trung Quốc lấy đâu mà lợi nhuận. Trung Quốc lấy đâu mà kiếm tiền. Trung Quốc lấy đâu làm hao mòn kho vũ khí của Mỹ và của châu Âu. Nên là Trung Quốc vẫn nuôi dưỡng Nga trong một cách âm thầm. Nhưng về mặt phát biểu ngoại giao thì lúc nào cũng nói đạo đức hết. Cách đây không lâu thì các quý vị trong Nguyên nhắc lại là Trung Quốc lên án rằng là cái buổi hòa bình mà không có mời Nga. Như vậy thì làm sao giải quyết hòa bình được? Chắc là các quý vị nghe Việt Nam chúng ta cũng nói câu đó. Thời lúc đó thời Bác Trọng vẫn nói câu đó. Đàm phán hòa bình là phải có sự hiện diện của hai bên. Ok, anh muốn thì tôi chịu. Anh muốn thì tôi chịu. Bây giờ tôi mời Nga thì Nga lại từ chối. Anh có hành động nào với Nga khi Nga từ chối cái điều đó không? Hoàn toàn không có. Khi lúc đó thì Trung Quốc vẫn cáo buộc phương Tây, nói chung là phương Tây là những cái quốc gia Mỹ là quốc gia chủ chốt. Và những quốc gia Pháp, Đức là những quốc gia đang đổ dầu vào lửa và tạo ra cái khủng hoảng chiến tranh trên thế giới.
cho Nguyên nói chữ giả, giả thì nếu, chữ nếu đi, nó ngắn gọn, chữ nếu. Nếu Yêu Khanh thất thủ, thì hậu quả nó như thế nào? Cái sự hậu quả của Yêu Khanh thất thủ nó lớn hơn nhiều cái vấn đề yểm trợ chủ Yêu Khanh. Nên tại sao vừa qua Nguyên vẫn nhớ là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đức ổng ấy, giúp đỡ Yêu Khanh mệt đó, giúp đỡ Yêu Khanh khó khăn đó, chứ không phải không khó. Nhưng mà để Yêu Khanh thất thủ thì tốn kém và khó khăn còn nhiều hơn nữa. Các vị chọn cái nào? Các vị chọn cái nào? Cái nào là các vị chọn lấy? Để cho các vị biết là nếu Yêu Khanh thất thủ thì cái biên giới giữa Nga và NATO hay là Liên minh châu Âu nói chung nó vô cùng phức tạp. Nó phức tạp đến mức độ mà không cách nào bảo vệ được hoàn toàn cái lãnh thổ biên giới cả. Khi lúc đó cái sự xích mích giữa Nga và NATO khó thể nào quay trở lại tốt đẹp giống như xưa. Và cái điều mà bảo vệ Yêu Khanh đó là thiết yếu. Sự an ninh lãnh thổ của Ukraine nó liên quan đến an ninh trật tự của châu Âu và NATO. Người ta bị ép buộc để cuốn vào trong một cái sự việc an ninh. Còn ông Trung Quốc, ổng có bị gì đâu. Có liên quan đến biên giới ổng đâu. Cái lý do mà châu Âu họ bỏ tiền. Các quý vị biết là Liên minh châu Âu. Người dẫn đầu ngày hôm nay đó là bà chủ tịch Ursula von der Leyen. Là một cái tổ chức 27 thành viên. Là một cái tổ chức về kinh tế, không có liên quan đến quân sự. Nhưng đây là lần đầu tiên từ hai năm mấy vừa qua cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Châu Âu phải chi ra hơn 200 tỷ, 200 tỷ để giúp đỡ Ukraine về vấn đề khí tài quân sự. Không phải là họ muốn giúp. Nguyên nói thực tế họ không phải là cái lòng nhân đạo gì cả. Không phải là họ muốn giúp là bởi vì họ biết được một điều. Nếu để Ukraine gớt vào trong trạng thái thất thủ, thì cái hậu quả sau này của châu Âu nó lớn lao hơn nhiều. Và lúc đó, cái sự đầu tư tiền bạc về quốc phòng, về xây biên giới với Nga nó càng tổn thất hơn. Nên lý do đó, họ đã bắt đầu thay đổi cái lập trường của mình. Và họ mới yểm trợ cho Ukraine. Bởi vì họ bị gián tiếp hay là trực tiếp bị ảnh hưởng. Nên là cái điều đó chúng ta phải hiểu rõ được là lý do tại sao châu Âu họ chi tiền cho Ukraine là vậy. Tại sao NATO phải bỏ tiền yểm trợ Ukraine? Vì họ không còn đường lựa chọn nào khác. Vì nó ảnh hưởng đến trật tự an ninh của đồng minh. Khi lúc đó 32 thành viên và những cái quốc gia NATO, Litva, Estonia, Phần Lan, Romania đều cận kề biên giới với phía bên Nga hết. Và nếu Ukraine thất thủ thì càng Ba Lan, hàng loạt quốc gia khác sẽ có một biên giới với Nga vô cùng phức tạp. Khi lúc đó cái biên giới có thể kéo dài đến cả 10.000 cây số tính từ Phần Lan, thì làm sao bảo vệ được? Nên là Trung Nguyên phân tích cho cô chú anh xem hiểu lý do nguyên nhân tại sao châu Âu và NATO họ bắt buộc phải yểm trợ Ukraine. Và cũng là cái điều đó nên Tổng thống Zelensky trong những bài phát biểu ông ta chưa bao giờ xin là tôi đói quá, chúng tôi sắp chết rồi, giúp đỡ chúng tôi đi. Chưa bao giờ các quý vị nghe những bài phát biểu gian xin cái kiểu cúi đầu hết. Nếu các cô chú anh chị em nào có nghe những bài phát biểu của Tổng thống Zelensky trước đó và sau này, thì trong những cái bài diễn văn Tổng thống Zelensky đều nêu lên một cái câu hết, là bảo vệ tôi, bảo vệ đất nước tôi, là bảo vệ chính an ninh trật tự của các quý vị. Chúng tôi là cái pháo đài ngăn chặn sự lớn mạnh độc tài. Chúng tôi là cái người hy sinh để bảo vệ giá trị tự do mà độc tài đang xâm lược. Ông ta chưa bao giờ xin vũ khí thiết bị quân sự bằng cách cúi đầu nhục nhã cả. Và ông ta xin tiền bạc bằng cách chứng minh rằng ông ta có hữu ích. Ông ta đang gánh một cái vai trò và đất nước ông ta đang là một cái vật hy sinh để ngăn chặn cực lớn mạnh của độc tài đang xâm lược ở tại châu Âu. Và nếu đất nước ông ta thất thủ thì cũng có nghĩa là
lý tưởng tự do sẽ thất bại. Cái đó là cái khác biệt giữa cách sinh, nguyên dùng cái chữ sinh, của Tổng thống Zelensky với những người khác. Vì thực tế cái vai trò của Ukraine nó là như vậy. Nói đến đây thì các quý vị hãy nhìn lại một chút xíu. Tuy rằng ở trên thế giới này có nhiều quốc gia giúp đỡ Ukraine, Nguyên không phủ nhận điều đó. Trong đó đặc biệt là châu Âu và châu Mỹ. Ngoài châu Âu và châu Mỹ thì rất là nhiều quốc gia khác giúp ít hay nhiều. Đặc biệt là thí dụ là Úc Châu, rồi Nhật Bản, Nam Hàn thì giúp về nhân đạo, Đài Loan, v.v. Nhiều quốc gia trên thế giới ít hay nhiều đã giúp đỡ. Nhưng mà giúp đỡ Ukraine, họ đâu phải là họ không có cái gì. Họ có lợi, chứ không phải là không có lợi. Họ có lợi. Thứ nhất, cái lợi thứ nhất là kho vũ khí cũ của họ. Hàng cũ của họ, hàng tồn kho của họ. Đúng ra là phải bị tiêu hủy vì thời gian lâu dài không sử dụng được. Thì sẽ bị tiêu hủy. Thí dụ bom của Mỹ, bom lượng của Mỹ. Sản xuất từ thời Liên Xô cũ. Sản xuất vào năm 1980, nhiều loại vũ khí sản xuất năm 1970 mấy. Những loại vũ khí nó đã có 7-80 năm rồi. Nó nằm ì ở đó, những vũ khí còn có thể trước hơn nữa. Những cái vũ khí còn đệ nhị thế chiến nó vẫn còn tồn tại. Đúng ra là phải đi tiêu hủy nó đi. Vì nó không sử dụng, nó không áp dụng phù hợp đến cái thời đại ngày hôm nay. Nhưng cuộc chiến tranh Ukraine thì nó là như thế nào? Nó đổ về Ukraine hết. Cái tồn kho mà đúng ra phải đi dục bỏ, nguyên nó là cái ghét. Quần áo cũ mà chúng ta không mặc, chúng ta để nó mốc, nó hôi mà chúng ta không biết làm cái gì, dục thì nó uổng. Thì tự nhiên có cái thằng nghèo khổ nó gõ cửa nhà mình, thấy nó tội nghiệp, lấy đồ cũ cho nó. Cho nó là mình có phước, nhưng là mình có cái lợi là mình không biết dục ở đâu. Có cái thằng nó tiêu thụ dùm cho mình, nó dục dùm cho mình, nó mặc dùm cho mình. Vừa có phước mà vừa cảm giác là cái tủ đồ mình nó trống, có thể mua đồ mới. Thì cái điều hiện bây giờ giúp đỡ Ukraine, cái lợi đầu tiên là cái lợi đó. Cái lợi đầu tiên là tiêu hủy những vũ khí cũ. Ngoài ra thì còn được một cái người ta ca ngợi là đạo đức, nhân phẩm tốt, giúp đỡ người nghèo nữa chứ. Cái lợi thứ hai, đó là chiến trường Ukraine là một cái chiến trường đang chiến tranh, giúp đỡ cho vấn đề thí nghiệm vũ khí. Các quý vị có biết là muốn thí nghiệm vũ khí phải tốn kém bao nhiêu tiền không? Tìm một cái địa điểm để thí nghiệm vũ khí, đặc biệt là không có địa điểm nào tốt hơn là trên chiến trường hết. Những vũ khí mới vừa chế tạo, biết nó có hữu hiệu hay không? Biết nó có tốt hay không? Làm sao khẳng định và đánh giá được là cái chất lượng nó như thế nào? Thì đem lên chiến trường của Ukraine mà thí nghiệm. Đem đó để mà thí nghiệm. Nó là Ukraine thực tế thì giúp đỡ Ukraine, mình phải thừa nhận. Nhưng người ta cũng lợi dụng Ukraine để có những cái lợi nhuận. Và lấy Ukraine làm một cái tiêu đề để quảng bá, quảng cáo vũ khí. Trong khi nó thẳng một câu. Từ lúc cuộc chiến tranh Ukraine và Nga bùng phát, thì những tập đoàn sản xuất vũ khí trên toàn cầu của thế giới, họ kiếm cả tỷ Mỹ Kim, đặc biệt là tập đoàn của Hoa Kỳ. Sau khi hệ thống HIMARS của Mỹ được chứng minh rằng là hữu hiệu trên chiến trường, thì ngay lập tức cả toàn cầu trên thế giới chạy đua theo mua vũ khí của Mỹ, trong đó có F-35, khi lúc đó người ta thấy rõ được là những máy bay cũ, nó không còn hữu hiệu trên chiến trường. Ngay lập tức ai cũng chạy đua theo F-35 hết. Các quý vị thấy đó, bây giờ quốc gia nào mà không mua F-35 đâu, có ai mua F-16 nữa đâu. F-16 người ta gửi cho Ukraine. F-16 người ta gửi cho Ukraine, bởi vì sao? Vì người ta đã thấy rõ được là những cái chiếc máy bay cũ, cái thời cũ, sản xuất vào thập niên năm 1970, nó không phù hợp nữa, tuy rằng nó có tu bổ, nó có tuốt trở lại, nhưng nó vẫn không thể nào vượt qua được cái hệ thống phòng không hết. Đó là ai cũng chạy đua theo F-35, Mỹ bán bao nhiêu F-35 trong 2 năm vừa qua. Đâu phải là Mỹ có lợi, tất cả những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của thế giới đều có lợi hết. Rồi hệ thống phòng không của Mỹ, Patriot. Bây giờ ai mà không mua hệ thống Patriot?
Nguyên nói với các quý vị, hiện bây giờ cái đơn hàng đặt hàng vũ khí của Mỹ đó, Mỹ sản xuất 10 năm vẫn chưa hết cái đơn đặt hàng. 10 năm. Mỹ tăng tốc độ sản xuất 24/24, có thể lập ra nhiều hãng nữa. Và 10 năm ròng rã như vậy, cái hợp đồng nó chưa hết. Để cho các quý vị thấy rõ được là cái cuộc chiến tranh này, những cái quốc gia mà họ giúp đỡ Ukraine, họ cũng có những cái lợi. Họ lấy Ukraine trở thành một cái quảng cáo. Không có cái quảng cáo nào tốt nhất bằng quảng cáo trên chiến trường hết. Vì nó là thực tế nhất. Nó là thực tế nhất. Nó được đánh giá với nhiều quốc gia và đánh giá vũ khí công nghệ tốt nhất. Nên cho người ta đi cũng nhận lại những cái gì đó, chứ không phải là cho đi hoàn toàn không có nhận lại các quý vị. Đây là cái bài phân tích của Nguyên, để cho nhiều người trong cái bài phát biểu của ông Trung Quốc, lúc nào ổng cũng có lên án nhiều vấn đề kia. Nhưng mà thực tế thì chúng ta hãy nhìn rõ cái bối cảnh của đất nước Ukraine. Đối với Nguyên, Ukraine là một cái nạn nhân các quý vị. Đối với Nguyên, trong một cái bối cảnh phương Tây có những sự suy nghĩ của họ, cái suy nghĩ của họ mà đối với Nguyên đáng tiếc nhất mà Nguyên phải cần, đó là cái sự việc không có quyết đoán với Putin, không dám mạnh tay với Putin. Thực tế tới ngày hôm nay, ngày hôm qua đó, bà thủ tướng của Đan Mạch đó, bà nói á, dẹp, đừng bàn cãi vấn đề rằng ranh đỏ nữa, nó không có tồn tại. Bây giờ chúng ta không có cái lằn ranh gì hết á, vũ khí cứ viện trợ tối đa cho Ukraine. Rồi Ukraine muốn làm cái gì thì họ làm. Đừng có đặt cái gào cản, đừng tự vẽ cái rằng ranh cho chúng ta. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay đó, trong cái tình trạng đó, NATO vẫn chưa thống nhất. Tới bây giờ, trong cái chuyến đi của Tổng thống Zelensky, thì hiện bây giờ Mỹ vẫn chưa đưa ra cái quyết định là có giúp đỡ Ukraine về quả tiễn tầm xa và cho phép Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ không. Ngày mai là ngày 26 Tây, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp mặt với Tổng thống Joe Biden. Sau đó thì sẽ có cái cuộc nói chuyện ở tại Quốc hội. Đây là cái mấu chốt của ngày mai. Thành hay bại, nó nằm ở ngày mai. Ngày mai là cái ngày có thể nói là hành động của Mỹ như thế nào. Trong cái vấn đề, cái kế hoạch 4 bước cộng 1 của Tổng thống Zelensky sẽ đem lại hòa bình cho Ukraine. Và cái bước đi nó như thế nào mới đạt được cái mục tiêu này. Ngày mai là ngày định mệnh đó các quý vị. Định mệnh đó, mà mình viết tắt là DM đó. Định mệnh. Nên là chúng ta cứ cầu mong ngày mai thần linh nhập vào Tổng thống Zelensky, bài phát biểu với cái sự thuyết phục của mình nó oai hùng, nó làm cho Tổng thống Joe Biden phải đồng ý những cái quan điểm về vấn đề cái bước đi tìm lại hòa bình. Ngày mai là cái ngày quan trọng nhất, là ngày 26 Tây. Nói đến đây thì hiện bây giờ thì Mỹ chưa nói gì hết, nhưng Mỹ đưa ra một cái gói trợ cấp. Mỹ đưa ra một cái gói trợ cấp nho nhỏ 300 mấy triệu. Đây là cái gói trợ cấp bổ sung trong một cái giai đoạn mà Ukraine đang thúc đẩy cái vấn đề kêu gọi sự viện trợ khẩn cấp. Trong cái gói trợ cấp này phần lớn là đạn dược. Đạn cho pháo đài, đạn cho súng ngắn và những cái loại quả tiện giác dai. Thì đây là cái gói trợ cấp mà Mỹ sẽ trích ra ngay lập tức trong cái kho vũ khí của mình, gửi cho Ukraine. Nhưng mà những cái gói trợ cấp khác thì chúng ta chưa rõ. Khi lúc đó Mỹ còn đang giữ một cái số tiền, mà cái số tiền mà họ đã cho Ukraine khoảng tầm 5 tỷ mấy, chắc khoảng còn 5 tỷ rưỡi, Và không biết là Mỹ sẽ công bố cái gói trợ cấp khổng lồ như thế nào, hay sẽ là chậm trễ hơn cung cấp sau này. Nói chung, cái chuyến đi này của Tổng thống Zelensky là cái chuyến đi định mệnh. Và nhiều người vẫn còn đang phân vân rằng là cái kế hoạch của Tổng thống Zelensky có thực thi được hay không. Trung Nguyên nói rằng là chúng ta chỉ có cái vai trò yểm trợ. Cái người thực thi chính là phía bên Ukraine. Nên là cái đặt cái niềm tin cho Ukraine là tốt nhất. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề ở tại Hoa Kỳ, sự quyền kêu là gì ta?
là cái sự việc đang tranh cãi rất là nhiều ở tại Mỹ và những cái quan điểm trái chiều ở tại buổi họp Liên Hợp Quốc. Khi lúc đó chúng ta thấy là có sự binh vực rất là rõ đến từ Trung Quốc, và chúng ta thấy rõ luôn là cái sự việc không hài hòa của Nga trong cái bối cảnh mà Liên Hiệp Quốc đang thúc đẩy cái cuộc hòa bình đàm phán của hai quốc gia. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chia sẻ đến tình trạng chiến trường. Đặc biệt là ngày hôm qua và ngày hôm nay ở Vulida đó, là cái khu vực mà Nga đang dồn dập tấn công. Nguyên phải dùng một câu chính xác là Nga dồn dập tấn công 2 ngày liên tục. Nga đã điều động khá là nhiều khí tài quân sự ở khu vực và Nga đã dồn dập tấn công. Cái mục tiêu của Nga đó là muốn gửi thông điệp xấu cho Tổng thống Zelensky khi ở tại Hoa Kỳ. Lý do mà Putin đang dồn dập tấn công bây giờ đó, bởi vì biết là ngày mai là ngày bài phát biểu của Tổng thống Zelensky với chánh quyền Joe Biden. Nếu trong ngày mai mà Tổng thống Zelensky nhận tin xấu, thì các vị biết là cái niềm tin về hòa bình nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Nên là Nga đang tạo ra, tuy rằng sự tổn thất của Nga trên chiến trường cực kỳ là nhiều, Nguyên phải dùng cái chữ là cực kỳ là nhiều, nhưng Nga bất chấp. Nga đang đổ quân mà tấn công một ngày 24 tiếng đồng hồ không biết bao nhiêu chục lần ở Vulida. Mục tiêu của Putin đơn giản là làm cho Tổng thống Zelensky phải bể mặt. Bể mặt. Đặc biệt là trong cái buổi phát biểu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ trong những ngày kế tiếp. Vì nếu tin xấu được loan tả ra, Ukraine thất thủ một cái thành phố gì đó, thì ngay lập tức cái niềm tin cuộc chiến thắng của Ukraine sẽ không còn tồn tại. Nên là Putin ngày hôm nay dồn dập tấn công, tấn công, tấn công. Tội nghiệp cho binh sĩ của Nga các quý vị. Phải tiến lên không ngừng. Khi lúc đó chúng ta nói tiến lên là chúng ta phải đạp lên những cái mìn. Chúng ta phải hứng pháo của kẻ địch. Lực lượng Ukraine tấn công vào binh sĩ. Binh sĩ của Nga ngã xuống khủng khiếp. Nhưng bởi vì muốn đạt mục tiêu, và đó là cái điều mà Putin đang muốn làm trong lúc mà Tổng thống Zelensky ở tại Hoa Kỳ. Hiện bây giờ thì cuộc giao tranh vẫn là khốc liệt ở khu vực đó, khu vực Donetsk, Vodida, một cái khu vực mà hiện bây giờ đang ở nhiều người đang bận tâm. Kết quả như thế nào không biết. Sáng cách đây 8 giờ sáng thì phía bên tổng tư lệnh của Ukraine đã công bố tình trạng khá là nguy kịch. Nguy kịch có nghĩa là cũng không phải là tốt đẹp gì cho Ukraine lắm. Khi lúc đó lực lượng của Nga không ngừng tiến lên dù bất cứ hy sinh. Nga đang dùng biển người, số lượng binh sĩ áp đảo, lấy số đông đè người. Nga bất chấp hy sinh. Vì mục tiêu Nguyên đã cho Nguyên nhắc lại là làm cho Tổng thống Zelensky bể mặt. Bể mặt khi phát biểu ở tại không phải là Liên Hiệp Quốc mà là Quốc hội của Hoa Kỳ và chánh quyền Joe Biden ngày mai là ngày 26 tây. Hiện bây giờ vẫn chưa biết là Ukraine có cầm cự được bao lâu, Nga có đạt được mục tiêu giống như mong đợi hay không. Hiện bây giờ hai bên vẫn giao tranh tiếp tục ở khu vực khốc liệt vô cùng tận. Ngoài ra thì Nga vẫn tiếp tục tấn công. Tuy rằng ngày hôm nay cái cuộc tấn công của Nga quy mô không lớn, theo công bố của Ukraine cho biết thì họ đã ngăn chặn được 26 chiếc máy bay không người lái và 4 cái hỏa tiễn của Nga. Thì chúng ta đã thấy rõ được là cái cuộc tấn công của Nga bắt đầu nó cũng giảm dần. Ngày hôm qua thì tấn công 100 cái máy bay không người lái và nhiều hỏa tiễn khác nhau. Nhưng bữa nay thì cũng có tấn công nhưng quy mô nhỏ hơn, nhưng thiệt hại về tính mạng của người dân vẫn có. Nga vẫn tiếp tục bắn bừa bãi vào những nơi chung cư và đã dẫn đến nhiều người thiệt mạng và nhiều người đã bị thương ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở khu vực Kharkiv và vài nơi khác. Còn Ukraine thì sao? Ăn miếng trả miếng. Bây giờ Ukraine không có bất cứ một cái nhượng bộ nào cho Nga hết. Anh tấn công vào tôi thì tôi trả đũa về anh. Sự tàn trả đũa của tôi không thua kém về ăn miếng trả miếng. 3-4 ngày gần đây thì cuộc tấn công của Ukraine cũng khá là quy mô lớn. Nhiều bữa tấn công cả 100 máy bay không người lái. Nhiều tỉnh thành khác nhau ở trên lãnh thổ của Nga. Đặc biệt là nhắm vào hậu cần của Nga, ngoài những cái kho đạn thì còn nhắm vào những căn cứ không quân, rồi những cái kho chứa dầu,
những cái nơi chứa dầu. Đặc biệt là Ukraine còn đưa ra những cái kế hoạch táo bạo hơn, đó là đánh sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Bằng cách nào? Bằng cách là mua chuộc người dân Nga, đốt phá, quậy phá. Ngày hôm nay, tình báo của Nga đã bắt hai đứa trẻ và cáo buộc Ukraine đã mua chuộc hai đứa trẻ, một đứa 16 tuổi, một đứa 14 tuổi. Hai đứa này đã lén lén lút lút vào căn cứ không quân và có ý định đốt hai chiếc trực thăng của Nga. Và sau khi hai đứa bé này bị bắt, đứa 16 tuổi, đứa 14 tuổi, cho Nguyên cập nhật cái tuổi tác cho các vị. Theo cái báo cáo tình báo của Nga cáo buộc rằng là hai đứa bé này đã tiếp cận trên mạng xã hội. Một người đã cho hai đứa bé cho rằng nếu hai đứa bé thành công đốt chiếc trực thăng và đăng hình lên trên Telegram, là cái trang mạng xã hội mà gần đây người ta tẩy chay đó, thì sẽ được 10.000 đô la. Nếu mà những thiết bị đắt đỏ hơn thì sẽ được 20.000. Đó, đó là hai đứa bé này nó mạo ghen. À, đây là cái gì mà theo tình báo của Nga tiết lộ. Thật hư như thế nào thì chúng ta chưa rõ. Phải chăng đó là sự thật? Hay là bởi vì cái sự phẫn nộ, ba nó phải đi bắt một đi lính, rồi trên chiến trường tử vong, và nó tức giận, nó muốn trả thù, cũng không ai rõ. Nhưng đây là cái báo cáo của Nga về cái vấn đề này. Về cái vấn đề này. Nhưng mà ngày hôm nay, có một cái bản tin của Nga mà Nguyên nghĩ không chia sẻ với các cái vị á, là một cái điều thiếu sót lớn nhất của Nguyên. Liên quan đến Chủ tịch Quốc hội của Nga, Quốc hội Duma, nghe cái tên không là nghe thấy nó bị nó kỳ kỳ. Mỗi lần mà Nguyên phát âm cái tên này là Nguyên e ngại lắm. Nguyên phát âm cho nó chuẩn, mà Nguyên mà phát âm mà cái vị biết mà, mình nói lẹ rồi mình nói một thời gian dài, nhiều khi mình lẹo lưỡi cái là chết. Thì ngày hôm nay ở tại Quốc hội Duma đã thông qua cái đạo luật, một cái đạo luật mà rất là mắc cười. Trong cái đạo luật này nó đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nếu tội phạm đang ở trong cái giai đoạn mà xử xét, tội gì cũng được, trong cái giai đoạn mà xét xử có thể bị những án tù, tùy năm, 5 năm, 10 năm gì đó, tùy án tù, thì họ có thể tự do nếu họ đồng ý đi lính. Đó, đi lính lên chiến trường. Có nghĩa là tội gì không quan trọng. Bây giờ sắp sửa xét xử trên tòa án, sẽ có thể bị án tù gì đó. Rồi bây giờ anh không muốn đi tù, đi lính. Hết nhiệm kỳ lính của anh, 1 năm, 2 năm gì đó, anh được tự do. Đó. Thì đây là cái cách mà Nga đang tìm biện pháp chiêu mộ binh sĩ hay là ép buộc người ta binh sĩ. Vì các quý vị biết là tòa án chưa xử, làm sao biết người ta tội bao nhiêu năm tù. Bây giờ mới đe dọa người ta, hù dọa người ta. Ê, mày 20 năm tù đó, 50 năm tù đó, bắt đầu tăng cái tù của người ta lên. Rồi để người ta sợ hãi, rồi người ta nói thôi bây giờ ở tù cả đời sao? Thôi đi lính. Đó. Hiện bây giờ thì phía bên Quốc hội của Duma đã làm gì đó. Ngoài ra thì có một thêm cái đạo luật khác nữa. Nó liên quan đến vấn đề sinh con cái. Ác quyền nói bây giờ là nghe là sắp sửa cạn con nít rồi. Ở bển là phụ nữ không? Các anh nào mà muốn lấy vợ Nga là qua bên bển là đem theo cái chài. Đem theo cái chài cá, thảy một cái là hốt, rồi mạnh sức mà lựa. Mạnh sức mà lựa. Thì ngày hôm nay thêm một cái đạo lực nó vô lý nữa. Cùng một cái tội danh, thí dụ mình phạm tội gì đó, tội lái xe, tội này, tội kia, cùng một cái tội danh. Cùng một cái tội danh. Nếu gia đình đông con, gia đình đông con có nghĩa là trên 3 người trở lên, cho Nguyên nói nha, đối với Nga bây giờ đông con là trên 3 đứa trở lên. Nếu là gia đình đông con, thì cái tội bị phạt nó sẽ giảm đi. Thí dụ cho Nguyên nói, thí dụ, Nguyên nói cái con số thí dụ, phạt 1 triệu, cái người gia đình đông con. Nhưng nếu không có đứa con nào hết mà cái phạm tội giống như cái tội đó, ví dụ lái xe vượt tốc độ y hệt giống như vậy, bị phạt thì là 10 triệu. Đó,
bị phạt là 10 triệu. Đây là cái chiến sách của Nga. Khi lúc đó cái báo cáo của Nga thì rất là vui. Ôi, 3 năm vừa qua chết chỉ có mấy chục ngàn, 20 mấy ngàn binh sĩ thôi. 20 mấy ngàn binh sĩ thôi. Ôi, 20 mấy ngàn binh sĩ thôi. Công bố của Nga, 20 mấy ngàn binh sĩ thôi. Nhưng bây giờ thấy rõ là Nga ở trong cái trạng thái nghiêm trọng thiếu dân số. Vì cuộc chiến tranh, cái con số nó gần đến 650 ngàn. Mà Nga báo cáo chỉ có 20 ngàn binh sĩ thôi. Thanh niên của Nga tử vong trên chiến trường quá nhiều. Dân số nó không cân bằng. Nga cần cung cấp dân số. Cái điều đó Việt Nam mình giỏi lắm. Việt Nam mình cái gì sản xuất không giỏi. Chứ mà sản xuất dân số là Nguyên thấy number one đó. Ảo Nguyên nó thực tế cái gì mà Việt Nam mình không giỏi. Chứ mà cái này thì Putin phải qua Việt Nam phải học hỏi.